Ngày 18 tháng 10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến kiểm tra vụ sạt lở khiến nhiều ngôi mộ bị vùi lấp tại nghĩa trang Hòa Sơn trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, có tổng cộng 6 điểm sạt lở lớn làm phủ lấp mặt đường giao thông và nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang. Cụ thể có hơn 15.700 mét khối đất đá bị sạt lở, phủ lấp diện tích khoảng 22.243 mét vuông, vùi lấp 610 ngôi mộ, trong số này có hơn 400 mộ thai nhi. Về nguyên nhân gây sạt lở, do từ chiều 14 tháng 10, nơi đây gặp lượng mưa có cường độ quá lớn và kéo dài trong nhiều giờ, dẫn đến tại những điểm tụ thủy trên triền núi chứa nước lớn gây sạt lở. Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng trăm ngôi mộ của người dân, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành do Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân.